Bạn thân mến, mỗi chúng ta sinh ra đều sở hữu một chất giọng hoàn toàn khác nhau. Người thì có chất giọng đanh thép, người thì có chất giọng du dương êm ái, chinh phục lòng người. Đặc biệt với sự phát triển công nghệ kết nối toàn cầu hiện nay, thì sự giao tiếp bằng giọng nói là điều vô cùng cần thiết để tạo dựng niềm tin và sự thu hút đối với đối tác như nghề chăm sóc khách hàng, tư vấn, giảng viên, giáo viên online và các diễn giả, các MC. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được giọng nói trầm ấm, du dương, cuốn hút, truyền cảm để tạo thiện cảm và thu hút người nghe chú ý, yêu mến chúng ta ngay từ giây phút đầu tiên đây? Trong quá trình luyện tập yoga nhiều năm, Nguyễn Hiếu thấy giọng nói của mình ngày càng thay đổi và khác biệt. Để ý quan sát, Nguyễn Hiếu đã phát hiện ra một kỹ thuật vô cùng đơn giản và dễ dàng để giúp bạn có thể dễ dàng hoàn thiện và thay đổi giọng nói của bạn. Nguyễn Hiếu muốn chia sẻ tới bạn bí quyết này để giúp bạn tự tin, thoải mái hơn trong giao tiếp, giúp bạn tạo dựng lòng tin và sự thu hút sự chú ý của mọi người chỉ sau vài câu nói. Nguyễn Hiếu mong rằng ngay sau khi bạn hoàn thành khóa học này, bạn sẽ thành công hơn trong các mối quan hệ, thành đạt hơn trong công việc và bạn sẽ cảm nhận cuộc sống của bạn bình yên, hạnh phúc và viên mãn.